Dạ vâng, em đây xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Chu Du Audio. Thì trong video ngày hôm nay cũng như các cái video trước thì em cũng đã nói rõ rồi. Trong tất cả các cái buổi livestream thì khi hàng về là bọn em sẽ chào bán cho tất cả các bác. Và hôm nay thì em lại chính thức quay video để cho nó rõ ràng từ trong ra ngoài cho các bác cái lô mic tối hôm qua em mới livestream hàng mới về. Thì cái lô mic này cũng được rất nhiều các bác quan tâm đang hỏi, nhưng mà hôm qua thì em mới chỉ bóc ra cho các bác xem tay chân và mặt mũi của đầu thu. Thế còn hôm nay thì sẽ làm một video chính thức để lên sóng cho các bác với cái lô mic Bio T9, hàng chính hãng của công ty Bio các bác nhé, sản xuất và phân phối ra thị trường luôn. Thì như các bác cũng đã biết rồi, công ty Bio người ta sản xuất những cái lô mic này cho rất nhiều các cái thương hiệu, các cái công ty khác nhau đặt hàng. Và các bác cứ an tâm rằng dù nó là mang tên Bio chính hãng như thế này hay nó là mang tên bất kể một cái sản phẩm khác, nhưng những cái vỉ mạch này thì đều do công ty Bio sản xuất và sẽ không phân biệt là công ty nào đặt hàng như thế nào các bác nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì công ty Bio người ta làm rất là chuẩn chỉ. Đấy, người ta sản xuất một loạt các cái vỉ linh kiện này ra là giống nhau 100% đấy, các bác nhé. Do khi công ty nào đặt hàng thì người ta sẽ lắp vào các cái đầu thu khác nhau do các công ty người ta làm. Đấy. Thế còn bên vỉ là 100% do công ty sản xuất theo dây chuyền, các bác an tâm nhé. Đấy. Nhưng hôm nay thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ các bác đây rồi, hôm nay là em về được một lô mic hàng chính hãng của công ty Bio vừa sản xuất ra và phân phối ra thị trường luôn, với model là Bio T9 các bác nhé. Thì cái lô này nó có đầu thu là mặt phay nhôm các bác nhé, đầu thu là mặt phay nhôm rất là đẹp luôn ạ, mặt phay nhôm màu trắng này kết hợp với tông màu đen ở giữa để cho nó nổi bật những cái phím, những cái màn hình ở bên ở bên trong cái đầu thu này đây. Đấy. Các bác đang nhìn thấy rồi, mặt phay nhôm các bác nhá. Và cái lô Bio T9 này thì nó là Bio vỉ xanh 6 số tự ngắt các bác nhá. Đối với các cái dòng mic của Bio thì nó sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc các bác nhá. Và tất cả những dòng mic này đang được sử dụng ở bên các cái phòng hát của bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan và bên Trung Quốc các bác nhá. Chứ không như một số các cái đơn vị người ta quảng cáo là đây là hàng Đức, hàng nọ, hàng kia các bác nhá. Rất nhiều các bác khi hỏi hàng bên em thì có Bio của Đức không, thì em cũng nói rõ luôn là tất cả Bio chỉ có Bio sản xuất tại Đài Loan và sử dụng nội địa của Trung Quốc, chứ không có Bio của Đức. Đấy là quan điểm rõ ràng các bác nhé. Bio của Đức này chỉ là sản xuất, chỉ có là người ta quảng cáo để cho các bác mua hàng, như thực tế thì đấy là đang lừa dối khách hàng các bác nhé. Bên em quan điểm rõ ràng đấy là lừa dối khách hàng. Bio này sản xuất, Bio này chính thức là của Đài Loan, Trung Quốc các bác nhé, chứ không có của Đức, của Tây, của Tàu gì cả, của Tây gì cả. Nó là của Tàu, chính thức là nó của Đài Loan, Trung Quốc. Mà các bác đang nhìn đây rồi, đây là một lô Bio vỉ xanh rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Các bác cứ lưu ý là những cái kênh nào mà nói là Bio là của Đức thì các bác an tâm rằng đấy là đang lừa dối khách hàng. Và em nói thẳng luôn là những công ty những cái đơn vị đấy đang lừa dối khách hàng, không có Bio là của Đức các bác nhá. Em khẳng định, mà cũng không phải là công nghệ của Đức gì cả, hàng này là hàng của Đài Loan, Trung Quốc luôn và đã sử dụng nội địa của Trung Quốc luôn, chứ không có công nghệ nào của Đức cả, đấy là lừa dối khách hàng thôi. Và bên em thì không bao giờ nói công Bio này của Đức cả, 100% là của Đài Loan, Trung Quốc các bác nhá. Đây các bác nhá. Thì với cái lô mic này cũng là đằng sau của nó thì cũng có jack ca lông này cho các bác cắm lên bàn mixer, hoặc là đối với những cái vang số nó có dòng, có cổng ca lông các bác nhá, và nó có jack 6 ly để cho các bác cắm vào âm ly hoặc là những cái dòng vang cơ vang số thông dụng. Chỉ có một số dòng vang số nó sẽ có cổng ca lông ở đằng sau để cho các bác cắm mic chuyên dụng, cắm dây ca lông chuyên dụng. Thế còn đa phần là âm ly hoặc là vang số, vang cơ thì đa phần là dùng jack 6 ly các bác nhá, để cho ra đường hai đường mic luôn một lúc. Cái jack ca lông kia nó sẽ do cho ra từng cổng một, từng cổng riêng biệt các bác nhá. Thì hôm nay em về là một lô tay màu tím các bác nhá, tay màu tím rất là đẹp luôn ạ, tay da cá màu tím rất là đẹp luôn, rõ inox. Dọ inox và có nó là dọ của Bio chính hãng luôn, vì cái này tất cả nó đều Bio chính hãng các bác nhá. Dọ inox nguyên bản luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Tay CNC màu tím rất là đẹp. Tay da cá này, anh em gọi tay da cá màu tím rất là đẹp luôn. Lô này thì về hôm qua em có bóc trực tiếp hàng về luôn cho các bác rồi. Rất là đẹp luôn các bác. Đây. Vì xanh này. Đấy, tụ vàng này. Tất cả là lấy pin còn nguyên bản hết các bác nhá, tất cả lấy pin còn nguyên bản hết, rất là đẹp luôn ạ. Các bác có thể tham khảo, đây là những cái dòng mic rất là đẹp. Em cũng tháo luôn cho các bác xem cái củ côn của nó luôn. Đây,
Côn bayo nhá các bác nhá. Côn bayo xịn này ạ. Củ vàng rất là đẹp. Củ vàng rất là đẹp các bác nhá. Củ zin các bác nhá. Bao cho anh em là củ zin 100%. 100% côn như nhau. Hàng này thì em về em chưa động chạm gì cả. Tối hôm qua về phát là livestream lên cho các bác luôn. Tối hôm qua là lên livestream luôn cho các bác luôn nhá các bác nhá. Nên các bác an tâm, 100% là hàng bao zin. Rất là đẹp. Và khi các bác mua hàng thì sẽ được tặng một cặp chống lăn trên dưới như thế này. Đây, một cặp chống lăn trên dưới như thế này. Và hàng bên em thì luôn luôn sẽ tặng kèm tay bắt tủ máy như thế này các bác nhá. Đây là một bộ em đã demo trên bộ dàn rồi. Các bác sẽ được tặng một cặp tay bắt tủ máy như thế này các bác. Và giá sẽ em bán cho các bác giá cũng rất là ưu đãi các bác nhá. Với những bộ mic hàng chính hãng như thế này, em bán cho các bác giá chỉ có 1.850.000 các bác nhá. 1.850.000 bao ship. Các bác lưu ý là dọ giữa các thứ là dọ bio xịn hết các bác nhá. Dọ bio xịn này, chính hãng này. Đấy. Tay da cá. Tay da cá màu tím các bác nhá. Và phụ kiện thì là chống lăn trên dưới. Phụ kiện chống lăn trên dưới này. Dây 6 ly nguồn dâu đầy đủ các bác nhá. Tay bắt tủ máy đầy đủ như thế này. Giá là 1.850.000 bao ship các bác nhá. Đấy. Bao ship. Anh em cứ nhận hàng kiểm tra đúng ok các bác thanh toán cho em. Đấy. Các bác mà mua từ 2 bộ trở lên hoặc là từ 2 món trở lên, khi đó cân nặng nó sẽ khác thì các bác mới phải cọc. Còn các bác mua một bộ như thế này, các bác cứ nhận hàng kiểm tra đúng, hàng đúng như quảng cáo, các bác thanh toán cho em. Đấy, tất cả thì nó vẫn còn nguyên cái tem của công ty Bayo này. Đấy, một số cái thì nó hơi nói chung là do quá trình sử dụng nó có hơi có vết rách như này một chút thì các bác cũng thông cảm. Đây là cái tem của tem này, nó là tem giấy cho nên là nó có thể nó bị do xếp sắp hàng hóa rồi các thứ thì các bác không tránh được đâu nhá. Đấy. Còn mặt mũi đây các bác đang nhìn thấy rồi, bộ nào nó cũng như bộ nào. Đấy. Mặt mũi thì em bao đẹp cho các bác. Đấy. Cái tem này thì cũng không quan trọng các bác. Cái tem này thì về nó có cái còn nguyên, có cái thì nó có hơi có vết một chút thì không quan trọng cái tem. Đấy. Còn mặt mũi thì em bao cho các bác là gần như không xước các bác nhá. Đấy. Mặt nhôm thì gần như nó ít xước. Có xước thì các bác cũng khó nhìn bởi vì nó cùng mồm nhôm màu trắng. Cho nên là các bác nhìn đây thì tổng thể gần như các bác là nó đẹp đến 90% các bác, rất là đẹp luôn ạ. Bao cho các bác là đẹp xịn. Bao đẹp, bao xịn, bao chính hãng các bác nhá. Đó, cái size hoàn lại 100% tiền, đèn gấp đôi bộ mic. Đèn gấp 10 cũng được. Các bác nhá. Đúng size. Size là đèn. Ok cho các bác. Và hàng em bán ra thì vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng. Bảo hành cho các bác là 3 tháng. Lỗi trong vòng 1 tháng đầu tiên là được đổi bộ khác. Trong vòng 1 tháng đầu tiên mà bị lỗi là đổi cho các bác bộ khác luôn. Đấy, còn lại bên em bảo hành 3 tháng và hỗ trợ về sau mãi mãi cho các bác. Đấy, bất kể lúc nào những cái bộ mic này mà các bác phát sinh lỗi thì các bác có thể alo cho em thì bên em sẽ hỗ trợ xử lý các cái lỗi của dòng Bayo này cho tất cả các bác. Ok chưa? Đấy. Rồi ok. Các bác đi qua đừng quên cho em xin nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh nút màu đỏ bên phải phía dưới video này. Và các bác nhớ bấm nút chuông để theo dõi cập nhật những cái video sớm nhất của bên em. Khi bên em lên kênh là các bác sẽ nhận được thông báo về trên cái kênh YouTube của các bác. Rồi. Cũng xin alo thử tiếng mic để cho các bác có thể cảm nhận trực tiếp cái tiếng mic của dòng Bayo này. Thì dòng Bayo này thì các bác cũng biết rồi, nó cho ra chất âm rất là đều dải, tiếng mic dày và rất là bay tiếng, dễ hát. Nó rất là hút mic các bác nhá. Nên là các bác và đặc biệt nó rất là nịnh giọng. Các bác giọng yếu, không có hơi thì các bác hát những cái dòng mic Bayo này nó cũng rất là dễ hát và nó không bị đuối hơi. Hát nó tiếng của nó cũng rất là chắc khỏe các bác nhá. Tiếng rất là chắc khỏe, không bị vỡ tiếng khi mà các bác hát lên cao. Đấy. Sóng thì đối với dòng này thì em cũng nói rồi. Sóng thì các bác làm sự kiện nhỏ, làm show chậu nhỏ, ví dụ như là làm đám cưới, làm kẹo kéo các kiểu thì rất là ok. Đấy. Thế còn các bác làm sự kiện lớn thì chắc chắn là những dòng này thì nó không đáp ứng được những sự kiện lớn. Thế còn những cái sự kiện nhỏ như là làm đám cưới, làm kẹo kéo, làm gia đình, làm phòng hát thì nó đều đáp ứng và rất là VIP, rất là được rất nhiều các bác ủng hộ. Đấy. Vì đa phần trong vòng 4-5 năm trở lại đây thì gần như các phòng hát ở bên Việt Nam mình cũng đa phần sử dụng mic Bayo này. Và các bác đang làm nhà dạp cũng sử dụng rất nhiều dòng mic Bayo này các bác nhá. Các bác làm nhà dạp, còn các bác làm kẹo kéo thì rất là nhiều. Đấy. Đối với các bác gia đình thì đến bây giờ thì em nói thật các bác là không biết bao nhiêu bộ mic Bayo được bán ra thị trường trong vòng 5 năm nay rồi. Đấy. Cho nên các bác rất an tâm về chất lượng của dòng này các bác nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đúng hàng chất lượng, các bác thanh toán tiền cho em. Ok chưa ạ? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 4 7 6 9 0 1 2 2 6 9 2 4 4 6 7 8 9 10. Ok chưa? Đấy. Thì đối với dòng này nó là dòng 6 số tự ngắt các bác nhá. Dòng 6 số tự ngắt.
hàng chính hãng của công ty BioVS sản xuất và phân phối ra thị trường với model là T9. À, các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. À, em thì cũng không quảng cáo không mỹ miều như các kênh khác, nhưng mà nói chung là thật. À, cứ bán hàng có sao nói thật như thế, chứ không quảng cáo Tây ta gì Nhật Đức gì cả. Hàng này là hàng Đài Loan Trung Quốc và nó là hàng xịn của công ty Bio sản xuất các bác nhá. Và bây giờ thị trường của nó là 100% là hàng như thế này. Nhưng mà do các cái mồm miệng của các cái đơn vị khác nhau, người ta nói là hàng Đức, hàng Tây, hàng nọ hàng kia để cho người ta bán được hàng. Nhưng thực tế ra rất nhiều khách hàng đang bị lừa dối là hàng của Đức, hàng của nọ của kia. Đấy. Mà chất lượng của nó thì vẫn là hàng của bọn em hoặc thậm chí còn không bằng. Đấy. Nhưng mà lại tâng bốc lên nó là hàng của Đức, của nọ của kia. Đấy. Rất nhiều bác nghe mùi tai thì lại mua, nhưng bản thân các bác này, dù nó vẫn là chất lượng như của em nhưng giá có thể là cao hơn bởi vì người ta báo là của Đức. Các bác ạ, nên các bác mua hàng các bác phải là những người thật sự là phải tìm hiểu. Đấy. Đấy, mua hàng tìm hiểu. Đấy, hàng Bayer này không có Đức nào sản xuất đâu các bác nhé, nó hàng nội địa của bên Đài Loan, sản xuất cho Đài Loan Trung Quốc, họ lắp ở bên những cái phòng hát và bọn em cũng đang thu ở những cái phòng hát bên đấy về. Rồi ok, video em cũng xin được kết thúc tại đây ạ. Các bác đi qua nhớ cho em xin nút like các bác nhé, và các bác chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận những thông báo sản phẩm mới nhất của bên em. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.